Vâng, quý vị khán giả thân mến, trên tay Phương Nga thì đang cầm một cái khay đựng thức ăn và một bộ thìa dĩa. Thì trông nó như đây là một bộ dụng cụ bình thường đúng không ạ? Nhưng mà điểm khác bình thường ở chỗ rằng là bộ dụng cụ này thì không phải làm từ nhựa mà đã được tận dụng từ rác hữu cơ, một nguồn rác cực kỳ dồi dào cũng như là phổ biến tại Việt Nam. Và đó có thể là bã hèn trong quá trình sản xuất bia này, hoặc có thể là bã của một số những cái quy trình chế biến nông sản khác, từ đó làm nguyên liệu đầu vào. Vâng, những loại nhựa bình thường thì sẽ mất tới hàng trăm năm để có thể phân hủy được. Tuy nhiên thì những sản phẩm như thế này chỉ mất khoảng 1 năm thôi. Và những sản phẩm này cụ thể chi tiết như thế nào thì ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục Blog Công Nghệ. Và nó cũng sẽ giải mã cho từ khóa đầu tiên, hạt vi nhựa của Cà Phê Sáng ngày hôm nay ạ. Xin mời. Microplastic, hạt vi nhựa có ở mọi nơi, thức ăn, nước uống, trong cả không khí. Hạt vi nhựa giờ đây còn được tìm thấy trong máu, trong tim, trong phổi con người, thậm chí trong nhau thai hay cả trong phân của trẻ sơ sinh. Vi nhựa có thể bám vào màng hồng cầu, cản trở khả năng vận chuyển oxy hoặc di chuyển quanh cơ thể, nằm lại ở các cơ quan, gây ra tổn thương các tế bào. Thói quen dùng đồ nhựa, thải đồ nhựa đã gây ra hàng triệu ca tử vong sớm mỗi năm, cùng với những vấn đề toàn cầu đe dọa sự sống của con người. Nghiên cứu mới đây của trường đại học Columbia ở Mỹ, họ cũng đã chỉ ra rằng là nguy hiểm hơn nữa là không phải chỉ những cái hạt vi nhựa mà chúng ta đã biết, mà bây giờ có cả hạt siêu vi nhựa là nanoplastic với kích thước siêu nhỏ, 250.000 cái hạt nanoplastic đấy trong một lít nước. Nếu mà chúng ta đựng nước đó trong một cái chai nhựa thì đấy là một cái điều rất là nguy hiểm, nó có thể gây ra rất nhiều bệnh, ung thư vô sinh, rồi biến đổi hormone, vân vân. Nên là chúng tôi cũng muốn tìm ra một giải pháp mà làm sao có thể đưa tới mọi người một sản phẩm rất là an toàn, nó hoàn toàn không có chứa hạt vi nhựa, bởi vì nó được sản xuất và làm ra 100% từ các nguồn vật liệu hữu cơ, tức là những nguồn vật liệu vốn có sẵn trong tự nhiên mà chúng ta không phải ép thêm, không phải đưa thêm vào các cái chất hóa học khác. Tại phòng thí nghiệm, các chuyên gia công nghệ vi sinh, môi trường đã mất nhiều năm nghiên cứu. Từ các loại rác hữu cơ trong chế biến nông sản, một vật liệu mới đã ra đời, có thể thay thế nhựa mà không kèm theo hệ lụy hạt vi nhựa và có thể phân hủy được hoàn toàn trong môi trường tự nhiên. Ví dụ như miếng ép và những chiếc thìa dĩa này sẽ phân hủy sau 1 năm. Còn chiếc màng bọc này thì chỉ cần từ 3 đến 6 tháng, thay vì vài trăm năm như nhựa thông thường. Các cái vật liệu mà chúng ta sử dụng ấy là hoàn toàn từ nguồn gốc hữu cơ. Cho nên là khi mà các vật liệu hữu cơ này đi vào trong đất và tiếp xúc trực tiếp với vi sinh vật thì nó có những cái phản ứng với vi sinh vật và nó làm cho các vật liệu này có thể phân rã và phá vỡ cái cấu trúc mạch và phân hủy hoàn toàn. Còn nếu mà các vật liệu nhựa thông thường thì nó sẽ không có cái phản ứng đấy với vi sinh vật ở trong đất hoặc nước. Cái thí nghiệm để chứng minh cái khả năng phân hủy của các sản phẩm nhựa sinh học. Đây là cái sản phẩm nhựa sinh học. Mình có thể thấy là cái tính chất của nó cũng tương đương như cái tính chất của cái nhựa ở bên này. Về độ dẻo, độ dai hay là độ mỏng, độ trong suốt. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thí nghiệm đốt cháy để chứng minh cái tính chất phân hủy của sản phẩm nhựa sinh học. Khi cháy giống như là giấy vậy đó, không có sinh ra những cái khí màu đen, khí độc hay là cái nhựa tồn dư sau quá trình cháy. Còn đây là cái túi ni lông nhựa mà thông thường của mình. Thì mọi người thấy là gần như nó không thể tự cháy được mà nó sẽ bị quéo lại. Sinh ra những cái khí độc và nó bị quéo lại cái nhựa dư còn lại rất là nhiều. Nhờ công nghệ mới mang tính tiên phong, không chỉ tại Việt Nam mà cả thế giới, Bio đã nhận được nhiều giải thưởng. Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2023, giải năng lượng mới của Hội nghị khí hậu toàn cầu COP28, v.v. Công nghệ mà Bio nghiên cứu và phát triển nên thì là một công nghệ hoàn toàn mới mà 100% do người Việt Nam phát triển tại Việt Nam. Bio dùng chất thải hữu cơ, không làm ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Đây là điều thực sự hấp dẫn với các tập đoàn lớn trong bối cảnh nhiều ngành công nghiệp phải giảm dấu chân carbon của mình.